Em thấy bảo nhà Tấn hôm nay nhiều lắm phải không? Thế hôm bán cho cái khách không thấy nhà ông bạn cũng bán hết rồi mà. Hôm kia chị Mỹ Lân mượn xe rùa mưa. Thế có hơn vạn cơ. Hơn vạn. Ông bán mấy lần rồi? Thế làm mấy trăm rồi thì. Không được đâu, giá rẻ. Giá rẻ không được mấy trăm đâu. 5.000, 7, ai cũng tính bán 7.000 sao mà phải? Tính bán 7.000. Nó đặt tiền, vẫn cái cách cho nó đặt tiền, nó vẫn cắt ra đấy mà. Hơn trăm. Cho vạn rưỡi thì 2 vạn, được 140. Hơn trăm tiền rưỡi nhiều. Hơn trăm tiền rưỡi nhiều bởi lắm. Tháng 3 kia nó chỉ tầm 7.000 thôi, nhưng nó cũng phải gần trăm rồi. Sai. Một nó đi đôi chị, nó được giá không? Vườn nó năm nào cũng tầm 7.000 mà. 7.000 quái hả? Vâng. 7.000 giá 12 nó cũng làm 80 rồi. Vâng. Làm ra nó khó bán cũng khổ. Mười lăm chắc nó cắt bưởi thờ. 15 là nó lọc bưởi thờ thôi. Nhưng mà bác bảo một vườn được bao nhiêu quả bưởi thờ đâu. Bảo rồi nếu mà một vườn khoảng độ 1.000 quả nó lọc chắc giỏi được khoảng độ 200 quả. Không được. Ăn gì còn loại kia ra lại bán mấy nghìn đi thì ăn gì.